Hạ viện Hoa Kỳ thông qua thỏa thuận đình chỉ trần nợ công, cắt giảm chi tiêu. Hạ viện Hoa Kỳ vào tối thứ Tư ngày 31 tháng 5 đã bỏ phiếu lưỡng đảng thông qua thỏa thuận đình chỉ nợ công và cắt giảm chi tiêu để tránh khả năng chính phủ Mỹ bị vỡ nợ vào ngày 5 tháng 6 tới. Theo Just the News, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đạo luật Trách nhiệm Tài khóa với 314 phiếu thuận, 117 phiếu chống. Dự luật này sẽ được chuyển tới Thượng viện để xem xét thông qua. Thượng viện sẽ có thời gian đến thứ Hai tuần tới để chứng thực biện pháp của Hạ viện, nếu không sẽ gây rủi ro vỡ nợ. Trong 314 phiếu ủng hộ dự luật nêu trên, có 149 phiếu của các dân biểu Đảng Cộng hòa và 165 phiếu của các dân biểu Đảng Dân chủ. Bất chấp sự ủng hộ của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Đảng Cộng hòa bang California, vẫn có tới 71 dân biểu của Đảng cánh hữu này bỏ phiếu phản đối, cùng với 46 dân biểu của Đảng Dân chủ cánh tả. Dự luật vừa được Hạ viện thông qua sẽ đình chỉ trần nợ công hoàn toàn trong vòng 2 năm, cho phép Bộ Tài chính có thời gian để vay tất cả các khoản tiền cần thiết nhằm chi trả cho các hóa đơn chi tiêu công cho đến sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo. Trần nợ công tại Mỹ sau thời gian đình chỉ 2 năm sẽ quay về mức nợ mà chính phủ đang nợ ở thời điểm đó. Mặt khác, dự luật cũng sẽ cắt giảm ngân sách năm tài khóa 2024, đồng thời giới hạn tăng trưởng chi tiêu công tùy ý là 1% trong năm 2025. Trong dự luật cũng bao gồm một số yêu cầu về công việc đối với những người nhận trợ cấp phúc lợi liên bang và chấm dứt đóng băng các khoản trả vay nợ sinh viên, cũng như phê duyệt một số giấy phép quan trọng để giải quyết tính cạnh tranh của đường ống Mountain Valley. Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Joe Biden đã từ chối đàm phán với Đảng Cộng hòa về tăng trần nợ công. Ông khăng khăng rằng Quốc hội phải phê chuẩn một khoản tăng trần nợ công rõ ràng, nhưng cuối cùng, Tổng thống của Đảng Dân chủ đã đổi ý và chấp nhận đàm phán với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Thỏa thuận do ông Biden và ông McCarthy đạt được về trần nợ công là bài thử cho giới hạn đoàn kết trong Đảng Cộng hòa. Nhiều thành viên của nhóm họp kín tự do của Đảng Cộng hòa, những thành viên bảo thủ truyền thống nhất của Đảng cánh hữu này, đã bày tỏ phản đối thỏa thuận kể trên với lý do nó không đủ để giải quyết những lo ngại của họ về vấn đề nợ công. Tại Thượng viện, một số thượng nghị sĩ có tiếng nói trong Đảng Cộng hòa như Ted Cruz, bang Texas, Rand Paul, bang Kentucky và Mike Lee, bang Utah đã bày tỏ ý kiến phản đối dự luật về trần nợ công.